Này mua gì? Mình là Chin. Trong tuần này thì mình sẽ đưa đến cho các bạn những thông tin về những chiếc điện thoại đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn bên Clickbuy. Và các bạn có tò mò đó là sản phẩm nào không? Nếu có thì hãy cùng mình vào trang video này để tìm hiểu nhé. Đối với các sản phẩm táo như là 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus thì hiện tại đang có mức giá vô cùng hấp dẫn. Đối với các sản phẩm iPhone mà khi các bạn mua ở bên mình thì các bạn sẽ được giảm thêm 200.000 đồng khi nâng cấp lên gói iCare Pro áp dụng được với cả lốc và quốc tế. Và ngoài ra thì phần quà các bạn nhận được cũng vô cùng hấp dẫn nữa. Tặng SIM nhất 4G auto fix lỗi trị giá 150.000 đồng đối với các sản phẩm iPhone lốc. Tặng bộ sạc cáp iPhone chuẩn trị giá 205.000 đồng. Tặng ốp lưng cao cấp bảo vệ máy 50.000 đồng. Tặng giá màn hình cường lực trị giá 100.000 đồng. Ngoài ra thì còn voucher sửa chữa trị giá 50.000 đồng nữa. Nếu như bạn không thích táo mà đang quan tâm cho mình một sản phẩm đến từ hệ điều hành Android thì bộ 3 Samsung Z chính hãng cũng sẽ là một trong những lựa chọn vô cùng thú vị dành cho các bạn. Đầu tiên là ZI Prime giảm giá trực tiếp 300.000 đồng, giá cũ là 2.690.000 và giảm xuống còn 2.390.000. Và tiếp theo là đối với Z5 Prime giảm trực tiếp 700.000 đồng, giá cũ là 7.690.000, giảm xuống chỉ còn 3.990.000. Đối với Samsung Z7 Prime thì cũng mức giá vô cùng hấp dẫn, giá cũ là 5.990.000, giảm ngay 800.000 đồng còn 5.190.000 đồng. Và đặc biệt là đối với các sản phẩm này thì đang có mức trả góp với lãi suất 0%. Nếu như bạn mà đang quan tâm tới một sản phẩm khác của Android mà không phải dòng Z thì những chiếc flagship này cũng sẽ là một cái lựa chọn vô cùng thú vị để cho các bạn. Đối với Galaxy Note 3 thì giá chỉ còn là 3.590.000, Galaxy S6 giá chỉ còn là 4.290.000 đồng, Galaxy Note 5 giá chỉ còn 5.890.000 đồng. Quà tặng thì là sạc nhanh, sạc không dây và dán màn hình, hấp dẫn đúng không nào? Và nếu như bạn là fan của Sơn Tùng hay Tóc Tiên, hay là bạn thích selfie cho mình những bức hình thật đẹp và lung linh thì bộ sưu tập của Oppo sẽ là một trong những lựa chọn vô cùng hợp lý thì cho các bạn. Đối với Oppo A37 giá cũ là 3.290.000, giảm ngay chỉ còn 2.990.000 mà thôi. Oppo A39 thì giá cũ là 4.290.000, giảm ngay chỉ còn 3.950.000 mà thôi. Còn Oppo F1S 2017 thì sao? Giá cũ là 6.990.000 và giảm ngay chỉ còn 5.690.000. Và đặc biệt thì với mức lãi suất trả góp là 0%. Ngoài ra thì còn vô vàn những phần quà tặng đi kèm. Trong video vừa rồi thì mình vừa truyền tải với những thông tin về những sản phẩm bên mình đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn. Hãy ghé chân ngay tới lại các cơ sở của Clickbuy để có thể tin ngay cho mình những sản phẩm này nhé. Ngoài ra thì hãy nhấn nút subscribe kênh YouTube của bọn mình để được nhận thật nhiều phần quà miễn phí khác. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Tạm biệt!